Sao anh ý chị đi con Tucson này đúng không? Dạ. À không, em chờ anh ý đánh ô tô ngoài không, không có chỗ đỗ chị ạ. Chứ không, em không đến đây em để mất việc chị phải đi về đâu ạ. Bởi vì ảnh chị nhà chị thì em có ảnh rồi. Em chỉ quay lại video rồi. Vâng.